11 đơn vị nghệ thuật tham gia Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2019. Theo đó, Liên hoan đã thu hút sự góp mặt của 11 đơn vị nghệ thuật tuồng và dân ca kịch chuyên nghiệp trên cả nước, bao gồm Nhà hát nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa, Nhà hát nghệ thuật ca kịch Huế, Nhà hát tuồng Việt Nam, Trung tâm Bảo tồn và Phát huy Di sản dân ca xứ Nghệ, Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, Nhà hát nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế, Nhà hát tuồng Đào Tấn, Đoàn ca kịch Quảng Nam, Nhà hát nghệ thuật truyền thống Khánh Hòa, Đoàn ca kịch Bài tròi Bình Định, Nhà hát nghệ thuật Hát bội Thành phố Hồ Chí Minh. Có 16 vở, 9 vở tuồng và 7 vở dân ca kịch được công diễn liên tục 2 suất sáng, tối với sự tham gia của hơn 600 nghệ sĩ, diễn viên, nhân viên từ ngày 11-19 tháng 5 năm 2019. Đêm khai mạc liên hoan với chương trình nghệ thuật hoành tráng của tập thể nghệ sĩ, diễn viên nhà hát ca múa kịch Lam Sơn chào mừng các đại biểu, nghệ sĩ và khán giả tới tham dự, cổ vũ trong suốt kỳ liên hoan. Đêm bế mạc diễn ra 20 năm sẽ biểu diễn những trích đoạn tiêu biểu và các tiết mục đại diện cho từng loại hình tham dự liên hoan như ví dặm, hát bài tròi, hò Huế. Đề tài cho các vở diễn tham gia liên hoan đa dạng, phong phú từ đề tài chính sử, giã sử, dân gian cho tới hiện đại như Chiết Vương Trịnh Tùng, Cái Mẻ Kho, Trung Thần, Điều Còn Lại, Nốt Lặng Thời Gian, Hoạn Lộ, Thái Sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí, Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư, Tình Trong Mơ, Quan Khiêng Võng, Trái Tim Đàn Bà, Biển Động Tình Người, Phù Vân, Trói Dạng Sơn Hà, Vụ Án Lệ Chi Viên, Dung Khí Đặng Đại Độ. Quy chế liên hoan cũng quy định rõ các đơn vị tham gia liên hoan bao gồm các đơn vị tuồng và dân ca kịch chuyên nghiệp trong và ngoài công lập, là những đơn vị có tư cách pháp nhân, có thời gian hoạt động biểu diễn nghệ thuật tuồng và dân ca kịch liên tục từ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm tham gia liên hoan, và những vở diễn tham gia liên hoan phải đảm bảo các điều kiện, được dàn dựng từ năm 2016 đến nay hoặc được phục dựng với ekip sáng tạo mới, nhưng đơn vị chưa tham gia các cuộc thi liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức. Thời lượng các vở diễn từ 90 đến 150 phút, không kể thời gian giải lao, nếu có, không sử dụng kịch bản nước ngoài, các vở diễn có nội dung đi ngược chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, xâm phạm đời tư của các cá nhân sẽ không được tham gia liên hoan. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ trao huy chương vàng, huy chương bạc cho các vở diễn có chất lượng nội dung nghệ thuật cao, đạt các tiêu chí trong quy chế chấm giải và khen thưởng, huy chương vàng, huy chương bạc cho các cá nhân nghệ sĩ biểu diễn đạt các tiêu chí trong quy chế chấm giải và khen thưởng. Diễn viên tham gia nhiều vai diễn trong liên hoan đều đạt khung điểm xét giải thì chỉ được nhận 101 giải thưởng cao nhất. Đồng thời Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng trao tặng các giải xuất sắc nhất cho các thành phần sáng tạo của vở diễn, tác giả, đạo diễn, nhạc sĩ, họa sĩ. Cũng trong khuôn khổ những ngày diễn ra liên hoan, không chỉ riêng khán giả và du khách tại thành phố Thanh Hóa được thưởng thức những bộ môn nghệ thuật truyền thống đặc sắc của dân tộc, mà theo chủ trương của ban tổ chức, sẽ có 5 buổi lưu diễn tại các tuyến huyện để phục vụ đông đảo bà con, nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Liên hoan có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo tồn, quảng bá, phát huy giá trị nghệ thuật biểu diễn dân gian, dân tộc truyền thống đặc sắc của Việt Nam và tạo điều kiện cho các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, các nghệ sĩ gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, tìm tòi, phát hiện những sáng tạo mới trong lao động nghệ thuật, phương pháp sáng tạo, từ đó tìm ra các giải pháp và phương thức hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của mỗi đơn vị. Nguyễn Hằng, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.